Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, thị trường gạo năm 2023 sẽ còn biến động mạnh. Trong báo cáo tháng 11 năm 2022, Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA dự báo thương mại gạo toàn cầu trong năm 2023 từ tháng 1 đến tháng 12 dự báo sẽ giảm 0,4 triệu tấn xuống còn 53 triệu tấn, giảm gần 4% so với mức kỷ lục của năm trước và là lần giảm đầu tiên kể từ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu của Pakistan dự báo giảm là 0,7 triệu tấn, Mỹ là giảm 0,15 triệu tấn và xuất khẩu của Campuchia giảm 0,1 triệu tấn, không được bù đắp hoàn toàn dù xuất khẩu của Argentina và Ấn Độ gia tăng. Về nhập khẩu, trong năm 2023, dự báo nhập khẩu của Ghana, Haiti, Hàn Quốc, Mali và Mozambique cũng như là Thái Lan so với báo cáo tháng 10 giảm không được bù đắp hoàn toàn bởi nhập khẩu tăng của Angola, Australia, Morocco, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Mức tăng 0,15 triệu tấn trong dự báo nhập khẩu năm 2023 của Sri Lanka là sự điều chỉnh lớn nhất trong tháng này về nhập khẩu. Nhập khẩu của Mỹ và EU được dự đoán là cao kỷ lục. So với năm trước, xuất khẩu của Argentina, Brazil, Campuchia, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Lào, Malaysia, Pakistan, Nga, Senegal, Tanzania, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Uruguay đều dự kiến giảm trong năm 2023. Xuất khẩu của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm 1,5 triệu tấn, của Pakistan giảm 0,8 triệu tấn, chủ yếu là do sản lượng giảm. Ngược lại, Australia, Myanmar, Guyana, Paraguay, Thái Lan và Việt Nam dự kiến sẽ tăng xuất khẩu gạo trong năm 2023. Xuất khẩu của Thái Lan dự kiến là tăng 0,6 triệu tấn lên 8,2 triệu tấn. Việt Nam là lên kỷ lục hơn 7 triệu tấn nha bà con, chủ yếu là do sự cạnh tranh từ các đối thủ Ấn Độ và Pakistan giảm bớt. Về nhập khẩu gạo trên toàn cầu năm 2023 so với năm 2022, USDA dự báo Angola, Australia, Bangladesh, Benin, Campuchia, Trung Quốc, Costa Rica, Ai Cập, Iraq, Madagascar, Mali, Nigeria, Philippines, Senegal, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam sẽ giảm nhập khẩu trong năm 2023 so với năm 2022. Một phần bù đắp cho sự sụt giảm đó là Afghanistan, Cameroon, Canada, Cuba, Ecuador, Liên minh châu Âu, Ghana, Haiti, Kuwait, Mexico, Mozambique, Nepal, Niger, Nga, Nam Phi, Tanzania, Thái Lan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Mỹ, Venezuela và Yemen dự báo là sẽ tăng nhập khẩu gạo trong năm 2023. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự kiến năm 2022, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 7 triệu tấn, trị giá gần 4 tỷ đô. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động và gạo tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu tỷ đô của nông sản Việt Nam. Xuất khẩu gạo cuối năm 2022 và đầu năm 2023 có thể tiếp tục tăng trưởng do thời tiết khắc nghiệt ở nhiều quốc gia châu Á, nơi chiếm 90% sản lượng gạo toàn cầu. Tình trạng biến đổi khí hậu, hạn hán gay gắt ở Mỹ, châu Âu và Trung Quốc, nước có nhu cầu tiêu thụ gạo lớn nhất thế giới, đang đặt nguồn cung gạo vào tình trạng thiếu hụt. Ấn Độ vẫn kiểm soát xuất khẩu gạo cùng tình hình khan hiếm lương thực trên thế giới. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11, Việt Nam xuất khẩu hơn 587.800 tấn gạo, thu về gần 290 triệu đô, giảm 17,6% về lượng và giảm 15% kim ngạch so với tháng trước. Giá trung bình là 493 đô trên tấn, tăng nhẹ 3,2%. Tính chung cả tháng 11 tháng năm 2022, lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 6,7 triệu tấn, tương đương trên 3,2 tỷ đô, tăng 16% về khối lượng, tăng 6,7% về kim ngạch so với 11 tháng năm 2021. Giá trung bình đạt 485 đô trên tấn, giảm 8%. Trong 11 tháng qua, có thời điểm giá xuất khẩu gạo 5% tấm của Việt Nam đã vượt qua Thái Lan và đứng đầu thế giới. Cụ thể, theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, trong tháng 11 năm 2022, trong khi giá chào bán gạo 5% tấm của Thái Lan chỉ ở mức là 442 đô trên tấn, còn Việt Nam ghi nhận là 447 đô trên tấn. Với mức này, gạo Việt Nam nhỉnh hơn gạo Thái Lan cùng loại khoảng 5 đô trên tấn. Giá bình quân tháng 11 gạo 5% tấm của Việt Nam là 437 đô trên tấn, cao hơn Thái Lan 15 đô trên tấn khi gạo cùng loại của nước này
ở mức 422 đô trên tấn. Trong kỳ, Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm gần 45% tổng lượng và gần 43% tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt gần 3 triệu tấn, tương đương 1,4 tỷ đô, tăng 30% về lượng, tăng 18% về kim ngạch, giá trung bình là 463 đô trên tấn, giảm 9,3% về giá so với 11 tháng đầu năm 2021. Tiếp theo đó là Trung Quốc, chiếm trên 12% tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt gần 808.000 tấn, tương đương 408,5 triệu đô, giá trung bình là 505,6 đô trên tấn, giảm 19,2% về lượng, giảm 17,4% về kim ngạch, giá tăng nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm 2021. Một vài thông tin về thị trường nông nghiệp gửi đến quý bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Xin kính chúc bà con thật nhiều sức khỏe và may mắn. Xin kính chào.